Tí. Tôi tên là Bích Hà, 58 tuổi, nhà ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tháng 5 năm 2016 thì tôi biết đến công ty Naturally Plus. Thì khi mà bước buổi đầu tiên tôi bước chân lên công ty ấy, thì tôi bị đục thủy tinh thể. Và lúc đó tôi được thử cái viên thuốc Mito, 5 viên thuốc Mito. Sau 40 phút thì mắt tôi thay đổi, độ sáng tăng lên được 2 hàng. Sau đó là tôi mua sản phẩm Mito để tôi dùng. Thì khi mà tôi bị cận thị từ năm từ nhỏ cơ, thì cái độ cận của tôi cũng rất là nặng. Là độ cận của tôi là một bên 5 độ, một bên 4 độ rưỡi. Thì bác sĩ nói là khi mà cận thị thì cái chuyển sang đục thủy tinh thể nó nhanh hơn. Thì khi mà tôi đeo kính cận 5 độ, nhưng mà cái thị lực của tôi vẫn chỉ có 6/10. Sau khi dùng Mito khoảng 8 lọ thì tôi đi kiểm tra lại thì mắt tôi đã trở lên là 10/10, nhưng vẫn phải đeo kính cận. Cái độ cận của tôi nó vẫn chưa giảm được nhiều. Đó là cái một trải nghiệm về con mắt là nó rõ rệt nhất. Tôi rất là quý cái sản phẩm này và tôi sẽ tiếp tục dùng nó để cho hạ độ cận xuống càng nhiều càng tốt. Cảm ơn công ty, cảm ơn cái người đã chia sẻ sản phẩm cho tôi, chị Bích Hằng. Cảm ơn chị.